Nhớ ngày xưa đó, người Việt Nam của mình rất là thông minh. Cái thời mà Quốc đi vượt biên, cái thập niên 90 á, thời đó Việt Nam rất là thông minh. Các bạn biết tại sao Việt Nam thời đó khôn không? Người Việt Nam của mình có cái câu khi mà gặp khó đó là nó ló ra cái khôn. Cái thời thập niên 90 á các bạn, cái thời đó người Việt Nam ở bên nước Việt Nam là người ta mua cái gì cũng phải hàng là cũng phải làm ở sản xuất ở Nhật. Chẳng hạn như mua đầu máy hắt đĩa hay là mua tivi. Một là mua hàng Maje ở bên USA. Còn hai là mua đồ Maje ở Nhật. Thời thập niên 90 á. Còn mà ba cái sản phẩm mà Trung Quốc đồ đưa vô hả, cho người ta còn không thèm nữa đó. Nếu mà mấy em trẻ mấy cháu không tin, hỏi mấy cái bác lớn lớn, mấy cái người lớn coi, người ta nói cho nghe thật sự luôn đó, thập niên 90 đó. Mà không hiểu làm sao họ ở bên mấy ông nội cộng sản này, không biết họ huấn luyện làm sao mà mấy đứa trẻ bây giờ hả nó khờ thôi á. Mua điện thoại ba cái hiệu Oppo, hiệu Trung Quốc. Mà bây giờ là giống như hàng Trung Quốc á, là thậm chí ở Việt Nam á, là người ta xài bình thường lắm, chứ không có giống như thời thập niên 90. Thời thập niên 90 mà đem hàng Trung Quốc ra cho người ta. Các bạn biết tại sao mà Quốc nói về cái vấn đề này không? Quốc mới coi, hồi chiều nay Quốc mới coi cái đài TV của bên Mỹ họ chiếu á. Khách du lịch á, mà người ta đi qua bên Nhật á, hiện bây giờ á, khách du lịch mà Trung Quốc á các bạn, là họ chuẩn bị tiền để họ mua mấy cái nồi cơm điện các bạn. Nồi cơm điện mà Maje ở bên Nhật á. Là tin tức này là mới đưa đây nghe các bạn. Họ chiếu luôn. Họ chiếu mấy người này giành giật vô cái tiệm mà bán cái nồi cơm điện á. Họ bán sạch luôn. Mấy người du lịch Trung Quốc á, họ giành giật nhau. Tại vì á, mấy cái người này mà cái đài này phỏng vấn á, cái kênh tin tức phỏng vấn hỏi tại sao ông mua cái nồi cơm điện nó 500 đô. Ông nói hàng ở bên Trung Quốc á, làm nó không có bền, xài mau hư lắm. Còn hàng của Nhật á, mua á, là xài vĩnh viễn luôn. Đó, Quốc mới coi cái kênh truyền hình á, bên Mỹ nó chiếu đó. Bởi vì Quốc mới chia sẻ cho các bạn nghe về cái vấn đề mà, bởi vì tại sao mà các bạn thấy á, cái thương hiệu quốc gia nó quan trọng lắm. Nhưng mà ở bên Việt Nam bây giờ cái thương hiệu quốc gia nó không có uy tín. Cho nên á, mà các bạn nào mà có vốn đầu tư mà giống như muốn sản xuất xe hơi đồ mà Made in Việt Nam, Made Việt Nam á, là các bạn cẩn thận. Là tại vì người Việt Nam của mình thông minh. Các bạn lập ra một cái công ty sản xuất xe, các bạn sản xuất đã đi. Người dân Việt Nam họ đâu có mua cái xe các bạn Made in Việt Nam đâu. Không bao giờ người ta mua xe là người ta mua xe hiệu của Mỹ với lại xe của Nhật cơ mà. Bởi vậy cách nay vài năm đó, có cái ông nội ở Việt Nam á, ổng định ra cái, ổng bắt chước mấy cái thằng hãng iPhone á, ổng định ra cái phone B phone á, rồi quảng cáo báo chí tuyên truyền gầm gòm sao, rồi âm thầm cũng chìm luôn, rồi không có thấy tin tức gì nữa hết á. Báo chí ở bên Việt Nam thì tuyên truyền mạnh lắm, nói điện thoại hiệu đồ này nọ không thua kém gì Apple iPhone. Nhưng mà thấy không, thấy bà con không, nhìn vòng vòng đâu có ai xài phone của ổng đâu, có bao nhiêu người xài đâu. Bởi vì ở bên Việt Nam á các bạn biết sao không, cái thương hiệu quốc gia nó không có uy tín. Nếu mà các bạn mà làm kinh doanh á, là các bạn cẩn thận làm, mà giống như mà sẵn mở, đừng có mơ mộng mà mở ra kinh doanh ra sản xuất xe cộ đồ này nọ. Tại vì các bạn sẽ đặt cái câu hỏi, các bạn sẽ nói là vậy chứ cái công ty này công ty nọ sao họ sản xuất. Tại vì mấy cái ông này, mấy ông có cái kia cái chiêu dụ người ta, các bạn biết không? Tại vì cái dân trí người dân Việt Nam của mình bị mấy ông này làm cho thấp quá đó, cho nên mấy cái ông này là lỡ như sản xuất ra đó thì bán ế lên cho người ngoại quốc, người quốc không mua thì đi xuống mấy cái vùng quê tiên triền. Các bạn biết không?
Quốc nói chuyện đó là sự thật lắm, có bằng chứng lắm. Các bạn không tin hỏi mấy cái cụ ngày xưa đi, mấy cái bác ngày xưa đi, có phải Quốc nói không, là thập niên 90, 80 mấy, 90 á, đồ Trung Quốc cho người ta, đầu đĩa hát tivi cho người ta còn dục xuống biển nữa. Chứ đừng có nói mà ở đó, thời đó là thời 90 á, là người dân Việt Nam á, một á là xài Made in USA, hai á là Made in Japan. Còn không thôi là người ta không có xài đâu, mấy hiệu khác người ta không có xài đâu. Bởi vì cái thằng Toyota đó, cái hãng xe Toyota đó, với lại cái thằng Apple nó có nghiên cứu, nó có cái đoàn nghiên cứu, nó thông minh lắm. Nó đi qua bên bên Việt Nam, nó nghiên cứu cái kết cục, nó đâu có lập ra cái hãng mà để sản xuất sản xuất iPhone. Rồi cái ông nội Toyota cũng vậy, ổng đi qua bên Miến Điện đó, ổng xây cái nhà máy để làm để sản xuất đồ phụ tùng cho xe Toyota đó, ổng đâu có về Việt Nam. Nhưng mà trước khi mấy cái hãng này người ta đi qua mấy cái nước khác là người ta có một cái đoàn nghiên cứu rồi, các bạn biết không, có cái tình huống gì, có cái gì, cái thương hiệu quốc gia của Việt Nam nó không có bảo đảm cho người ta đó. Cuối cùng cái thằng Apple iPhone đó, nó chọn Indonesia, nó đi qua bên đó, nó mở công ty sản xuất iPhone ở bên đó đó. Còn cái ông nội Toyota thì chọn bên Miến Điện, bây giờ đang xây cái nhà máy bên Miến Điện á. Để Quốc tới đây Quốc xây, Quốc quay quay cái văn phòng mà cái tòa nhà mà cái hãng Chilic đó, cái loại mà cậu gâu đồ đó các bạn, cậu gâu hiệu này nè, cái công ty mẹ họ ở đây á nè, cái hiệu này nổi tiếng trên thế giới với nước Mỹ lắm nè, cậu gâu đồ này nọ, hiệu họ chuyên về làm mà mấy cái đồ mà mấy cái dao đó. Hồi xưa Việt Kiều làm ở trong đây cũng đông lắm, Quốc có người bạn tên Cường. Cái này Mỹ họ gọi là headquarter là công ty chính đó các bạn, văn phòng chính đó.
cái bãi đậu xe này là cái bãi này là của nhân viên họ làm việc ở đây đó. Còn cái tòa nhà, cái headquarter, cái tòa nhà của họ nằm trong đó.